Nếu các bạn nghe được những dòng này thì hãy thận trọng, bởi vì tôi sẽ tiết lộ cho các bạn bí mật quan trọng nhất. Bí mật về ông trùm. Ủa? Trùm nào cơ? Trùm Figure và trùm cuối, chuyên cung cấp những mô hình nhân vật và áo thun, áo hoodie này nọ chất lượng nhất với giá cực kỳ hợp lý trên Shopee. Tất tần tật những nhân vật trong anime đều đã xuất hiện trên kệ hàng của shop với nhiều mẫu mã và màu sắc cho khách hàng thoải mái lựa chọn. Và đặc biệt là bất kỳ đơn hàng nào được chốt bằng mã giảm giá của KD thì sẽ được giảm ngay 10% nha. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy bấm vào phần mô tả của video để click vào link mua hàng ngay thôi nào. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh KD Anime. Thám tử lừng danh Conan là một bộ truyện sở hữu một lượng vô cùng lớn về nhân vật. Càng về những tập sau này, khi gần đến với những trận chiến cuối cùng, vén màn toàn bộ chân tướng sự thật, thì tuy các nhân vật mới cũng ít đi bởi các vụ án đã dần có liên quan mật thiết đến cốt truyện chính, nhưng mỗi nhân vật đều mang những thân phận khác nhau đóng góp cho cuộc chiến giữa phe đen và phe trắng sau này. Trong đó cũng cần phải kể đến những nhân vật đã xuất hiện trong quá khứ và bị sát hại bởi tổ chức áo đen, điển hình như Haneda Koji, là nhân tố chính thúc đẩy cho Wakasa Rumi sau này quyết trả thù Bio cho bằng được. Không chỉ vậy, đây cũng là một mấu chốt đặc biệt quan trọng hỗ trợ cho Conan tiến gần với sự thật của tổ chức nguy hiểm này, mau chóng lấy lại hình dáng thật ban đầu. Vậy hôm nay, để thỏa lòng yêu cầu từ những fan hâm mộ luôn ủng hộ và theo dõi KD Anime, các bạn hãy cùng chúng mình khám phá nhân vật này thông qua video sau đây nhé. Giờ thì KD go. 1. Đôi nét giới thiệu. Tên Haneda Koji, tuổi 28, nếu còn sống là 45. Nghề nghiệp, kỳ thủ chơi shogi nổi tiếng ở Nhật Bản. Sở thích chơi cờ, chủ yếu là shogi và cờ vua. Gia đình có bố là Yasuharu Haneda, mẹ tên Ichiyo Haneda, và em trai không cùng huyết thống Haneda Tsukichi. Tính cách là một người thông minh, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, kể cả điều đó có mang lại ảnh hưởng xấu đến bản thân. Thông qua việc anh đã giúp bà Amanda trong việc bảo vệ vệ sĩ Asaka thoát khỏi tổ chức khiến bản thân mất mạng, được giới thiệu lần đầu qua tưởng niệm của Tsukichi, được biết đến với tên gọi là danh nhân Taiko trong tập truy tìm đơn đăng ký kết hôn, và được điều tra chi tiết bởi Habara và Conan trong chương truyện 984 về hiện trường vụ án trong giải đấu cờ vua ở Mỹ với nguyên nhân cái chết chưa rõ. Cho đến thời điểm hiện tại, toàn bộ vụ án này đã được làm sáng tỏ qua lời kể lại của Kuroda Hiyoue, chỉ huy cảnh sát Tokyo trong chuỗi series chương 1106-1109. Nhưng ít ai biết được, ngay trong chương truyện 179, kẻ nói dối bé nhỏ, khi Ai Habara nhớ lại danh sách đã sử dụng thuốc APTX-4869, bao gồm cả thuốc Silver Bullet, với tất cả cái tên trong đó đều đã chết, duy chỉ có mỗi Shinichi chưa thể xác minh chính xác là còn sống hay đã tử vong. Nếu nhìn kỹ, ta có thể thấy trong danh sách đó có một cái tên là Koji Haneda, dưới Shinichi hai hàng. Nhưng trong thời điểm đó, cái tên này chưa có một mối liên hệ hay thực sự liên quan nào đến mạch truyện, nên các độc giả hay bỏ qua chi tiết nhỏ này. 2. Tài năng đặc biệt. Dẫu cho nhân vật này không được tác giả khai thác triệt để như các main chính trong bộ truyện, nhưng đã từng là một kỳ thủ, được mệnh danh là thiên tài, thì hẳn Koji cũng được sở hữu những khả năng đặc biệt đáng nể như cờ shogi. Sinh ra trong một gia đình có gia thế khủng với truyền thống chơi cờ lâu đời, chủ yếu là shogi, nên anh cũng được thừa hưởng điều này, trở thành một kỳ thủ shogi giữ danh hiệu tứ quán vương ở 17 năm trước, lúc Shinichi, nhân vật nam chính của chúng ta, còn chưa ra đời. Không chỉ vậy, anh còn nổi tiếng khắp Nhật Bản với danh hiệu thiên tài shogi, luôn chiến thắng trong các trận đấu cờ. Đây cũng là anh trai hợp pháp không cùng huyết thống mà Haneda Tsukichi, em trai của Akai Tsuichi, vô cùng kính trọng, đặc biệt thể hiện thông qua việc luôn ghi nhớ và học theo phương châm sơ trí quán triệt, tức hoàn thành mục tiêu đặt ra ban đầu của Koji khi còn sống. Thậm chí còn viết lên chiếc quạt anh thường xuyên mang theo trong khi chơi cờ shogi như một lời nhắc nhở, động lực khắc sâu trong lòng. Từ đó giành được tất cả các danh hiệu lớn trong shogi, thay anh nối tiếp sự nghiệp chơi cờ lớn. Ngoài ra có một điều thú vị nữa, đó là Haneda Koji đặc biệt rất yêu thích quân giáp và anh luôn mang theo nó như một bùa hộ mệnh của mình trong các trận đấu. Dành cho những ai chưa biết, quân giáp tên gọi đầy đủ là giáp hành, là một trong 8 quân cờ của shogi, được đi tới bất cứ ô nào tùy ý trong phạm vi hai đường chéo ứng với vị trí đang đứng. Đặc biệt khi lên cấp thành, quân sẽ được di chuyển thêm trong vùng một ô xung quanh vị trí đang đứng. Trong shogi, việc mạnh dạn đánh quân giáp hành trong phần sân của mình sẽ vô cùng có ích trong việc phòng thủ và tấn công. Có lẽ chính vì điều này mà Koji luôn tin tưởng rằng mình sẽ có điều may mắn xuất hiện khi mang theo nó. Như anh đã từng nói với Wakasa trước khi giấu cô vào trong tủ sách của mình, đến thời điểm hiện tại, tức là 17 năm sau, Wakasa Rumi vẫn luôn mang theo trong mình quân giáp đã bị mất vào năm ấy, như một sự ghi nhớ, chấp niệm ám ảnh nặng nề với vụ án cùng nỗi đau đớn tột cùng khó có thứ gì xóa nhòa nổi. Võ thuật, tuy tác giả không đề cập đến vấn đề này,
chúng ta có thể thấy thông qua những chi tiết, mặc dù đã mất mạng do tác dụng của Silver Bullet, loại thuốc tương tự như APTX-4869 do vợ chồng Miyano bào chế, nhưng khi nhìn vào hiện trường vụ án lộn xộn, có thể thấy Koji đã cố gắng chống cự trước Ram với một đám người đến hỏi thăm mình trước khi bị sát hại. Điều này cho thấy khả năng võ thuật của anh cũng chẳng phải dạng vừa. 3. Sơ lược về manh mối, chân tướng vụ án. Về các manh mối, trong tập 862, những chữ cái bị lấy đi, tương ứng với chương 950 trong manga, tác giả đã hé lộ thêm di ngôn của Koji trước khi qua đời, khi ghép lại tạo nên từ Asaka Ram, nhưng sau đó đã được tiết lộ rằng thông điệp thật sự lại là Karasuma, tên của ông trùm đứng đầu tổ chức. Ngoài ra, vụ án này còn được nhắc đến khi ông Mori có cuộc hẹn gặp gỡ thám tử tâm linh Hotta Kaito để triệu hồi linh hồn của Haneda Koji với mục đích tiết lộ vệ sĩ Asaka. Nghi phạm lớn nhất không rõ tung tích là một người phụ nữ. Có thể thấy rằng khi nghe Mori Kogoro nhắc đến tên Haneda Koji, cả Masumi và Mari đều có phản ứng mạnh. Điều này có thể giải thích rằng bởi vụ án 17 năm trước có liên quan đến người chồng mất tích của Mari, Akai Tsutomu, bố của Sedam Masumi, khi ông được nhờ đi tìm hung thủ sát hại cho con trai của bạn thân mình, cũng là bố nuôi của Tsukichi sau này. Nó cũng trùng hợp với mục đích chính của hai mẹ con Sera, thường xuyên thay đổi chỗ ở, đề phòng với Conan, một mặt vẫn tiếp tục điều tra chân tướng vụ án của Haneda Koji với mong muốn tìm thêm được tung tích từ Tsutomu. Về vụ án, nguyên nhân cái chết của Koji. Nếu theo dõi thám tử lực danh Conan đủ lâu, nắm bắt được đầy đủ những manh mối về vụ án này, thì ngay khi tác giả đã xác nhận rằng đầu bếp sushi Wakita Kanenori là Ram number 2 của tổ chức, cùng với những lần Kurumi gọi anh trong hồi ức là gã ngốc, chúng ta đều có thể suy luận ra động cơ vụ án gần chính xác khi đối chiếu với sự thật trong những chương về tổ chức mới đây. Cụ thể, tại giải đấu cờ vua Mỹ vào 17 năm trước, Ram đã cùng tùy tùng của mình đến khách sạn Duke, nơi mà bà Amanda, một nhà chính trị tư bản Mỹ, đang ở để uy hiếp vệ sĩ Rachel Asaka. Wakasa Rumi hòng ép bà phải hợp tác với tổ chức. Vì không muốn cô rơi vào tay Ram, bà đã để Asaka đến phòng của Koji, thần tượng của mình, để anh hiểu và giấu cô vào nơi an toàn. Nhưng không may, bằng con mắt trái mang khả năng nhìn thấu sự việc nhanh chóng, ghi nhớ mọi thứ rất rõ từ những thứ nhỏ nhặt mà Ram đã nhận ra, ép hỏi và sát hại anh. Đọc đến đây thì bản thân mình cũng cảm thấy rằng Haneda Koji là một trong những nhân vật xấu số nhất bộ truyện Conan từ trước đến giờ. Bởi vốn dĩ, anh chàng chẳng liên quan gì đến tổ chức mà vẫn bị sát hại một cách đau đớn bởi thuốc độc của Bio khi ở tuổi 28, cái tuổi thanh xuân với đầy thành tựu và vẻ vang đáng nhớ của cuộc đời. Không chỉ gây tổn thất nặng nề đối với gia đình Haneda và gia đình nhà Akai, mà cái chết đau lòng này còn ảnh hưởng rất nhiều đối với cả đất nước mặt trời mọc và những người có liên quan, đặc biệt là Asaka. Có lẽ cô vì quá đau lòng với cái chết của Amanda, người cô từ lâu đã coi như mẹ ruột của mình, và Koji, người bảo vệ cô khỏi bàn tay hắc ám của tổ chức áo đen, mà cô đã tung lên mạng những thông tin liên quan đến vụ án. Từ đó tìm đến Nhật Bản, địa điểm tổ chức áo đen thường xuyên lui tới, chủ yếu là Ram và người hay truy cập vào trang web này, rồi đặt một cái tên khiến chúng ta dễ liên tưởng ngay đến di ngôn của Koji trước khi qua đời, để gây chú ý với những người biết đến, nhằm trả thù nỗi hận năm xưa mà một mình cô đã phải gánh chịu suốt bao năm qua. Qua đây chúng ta có thể thấy rằng sự xuất hiện của Haneda Koji tuy chỉ là trong hồi ức của những nhân vật hiện tại, nhưng nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Từ đây có thể bắt đầu phơi bày về toàn bộ quá khứ của tổ chức trong thời gian sắp tới, cũng như làm rõ hơn về nhân vật Tsutomu, bố của Akai Shuichi, đã mất tích bí ẩn trong chuyến đi Mỹ để điều tra nguyên nhân và thủ phạm gây ra cái chết của Koji, theo lời đề nghị của ông Haneda, như đã đề cập ở phía trên, cũng là nguyên nhân thúc đẩy khiến anh chàng viên đạn bạc khuynh đảo cả tổ chức Akai Shuichi quyết định gia nhập và trở thành đặc vụ FBI cho đến thời điểm hiện tại. Và vừa rồi là một số thông tin chủ yếu về Haneda Koji, kỳ thủ Shogi tài năng của 17 năm trước. Vậy sau khi nắm rõ chân tướng sự thật về vụ án 17 năm trước, thông qua Kuroda kể lại, Conan đối với Wakasa sẽ có phản ứng gì? Ram sẽ có động thái nào trong những chương kế tiếp để đuổi cùng giết tận Wakasa Rumi hòng bịt miệng, ngăn chặn một mối nguy hại to lớn ảnh hưởng đến tổ chức áo đen sau này? Hãy cùng nhau theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện thám tử lực danh Conan nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Còn bây giờ, nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD Anime. Xin chào và hẹn gặp lại lúc 17 giờ các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần. Bye!